Kính chào quý vị khán giả, đồ gỗ Hoàng Cường, Vân Gỗ hàng ngàn năm tuổi đã trở lại. Thì hôm nay mình đã xuất xưởng được hai bộ bàn ăn Vân cực kỳ đẹp và tuyển chọn luôn. Quay giới thiệu cho quý vị khán giả xem. Đây là những tuyệt tác từ thiên nhiên do cơ sở đồ gỗ Hoàng Cường sưu tầm và chế tác ra. Quý vị có thể ngắm nhìn được những cái hàng vân này, cực kỳ là đẹp và bắt mắt luôn. Ngoài cái mặt ván một phân này, mình chọn vân bông hàng ngàn năm tuổi ra, thì cái bộ khung tranh của chiếc bàn ăn này mình cũng chọn lọc cũng rất là kỹ nha quý vị nhé. Cưa từ một khúc cây cưa ra, vân cũng phải đều giống nhau đó. Và chi tiết của 8 chiếc ghế đi cùng ngồi kèm theo này là cũng tất cả tựa đều vân bông đẹp hết nhá. Đó, quý vị có thể nhìn thấy này, đây là bộ đầu tiên, ghế tựa trơn, đó, lá tây tựa trơn nhá quý vị nhá. Rồi tiếp theo sang bên này, ngay bên cạnh này luôn, thì hôm nay mình cho xuất xưởng là hai bộ, thì hai bộ đều là một kích thước và mọi chi tiết đều giống nhau. Nên mình quay cho quý vị khán giả xem này, mặt ván cũng bông hàng ngàn năm tuổi nha quý vị nhé, mặt ván cũng bông hàng ngàn năm tuổi đó. Khung tranh thì chọn lọc, khung tranh chọn lọc vân bông. 8 chiếc ghế, 4 chiếc bên này vân cũng đẹp như bên kia đó. Quý vị khán giả có thể ngắm nhìn được chi tiết tất cả những cái sản phẩm này. Tiếp theo là cái phần vai bàn nha quý vị nhé. Vai bàn do cơ sở Hoàng Cường vẽ cái mẫu này riêng này, chế tác này, ở giữa là hoa hồng này, bên hông là hoa lá tây đi ra, cực kỳ đẹp và bắt mắt nhá. Mẫu mã độc quyền bên mình. Dưới này thì sen dẹo tai bèo thôi. Đây mới phần thô thôi nhá. Cái chất gỗ này nó sẽ là hơi dai và lộc. Thì toàn bộ cái sản phẩm này bên cơ sở Hoàng Cường làm với chất liệu là gỗ gõ đỏ 100% nhá. Gõ đỏ nhập khẩu nha quý vị nhá. Nhưng mà nó cũng dòng là gõ loại 1 đấy, nhóm loại 1 hiện tại bây giờ đấy. Rồi. Phần chân trụ xin được giới thiệu với quý vị, phần chân trụ. Kích thước của trụ là 24, dâu 7, 12, 40. Hoa lá tây chạm cực kỳ là sắc nét và bắt mắt nhá. Đó, quý vị có thể nhìn thấy, hoa lá tây chạm cực kỳ sắc nét và bắt mắt. Rồi, đến phần xà trụ này. Xà trụ thì mình cũng chọn rất là đẹp luôn. Điểm nhấn là hoa lá tây, như một bông hoa nở ra, đan xen với nhau, rất là bắt mắt. Kính thưa quý vị, về phần giới thiệu chi tiết hai bộ sản phẩm bàn ăn này của cơ sở đồ gỗ Hoàng Cường thì xin kết thúc tại đây. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Mọi chi tiết quý vị khán giả có thể liên hệ với số điện thoại 0933 395 673 cũng như là Zalo của đồ gỗ Hoàng Cường. Thì ngoài Zalo với số điện thoại ra thì mình có các fanpage ở trên Facebook như là đồ gỗ Hoàng Cường hoặc là kênh TikTok đồ gỗ Hoàng Cường. Rất mong được sự theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.